Ngày đầu khởi công, những công nhân này đào một chiếc hố lớn, đột nhiên một con rắn xuất hiện. Quản đốc nhìn thấy, anh ta cầm xẻng lên muốn đập chết nó. Một người công nhân vội ngăn anh ta lại, anh ta nói rằng con rắn dài này cho thấy điểm lành, không thể giết nó được. Nhìn thấy con rắn này là điểm báo phát tài, nhưng Sang Bửu không muốn nghe chút nào, anh ta vẫn tiếp tục dùng xẻng đập chết con rắn. Tối anh ra lệnh cho các công nhân tiếp tục làm việc, nếu thấy những con rắn như này nữa chỉ cần giết nó là được. Làm việc nhanh lên, không được tiêu tốn nhiều thời gian. Chiếc xẻng của máy xúc dính đầy máu. Lúc này mọi người đều không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Khi họ đào sâu hơn, một con rắn dài 80 mét bất ngờ lao ra. Người công nhân điều khiển máy xúc hoảng sợ, anh ta nhảy ra khỏi xe. Những người khác thấy vậy cũng vứt bỏ dụng cụ và chạy trốn. Biết đứa con của mình chết thảm dưới tay những người này, mãng xà tinh làm sao có thể tha cho bọn họ. Sang Bửu bảo ông chủ hãy chạy trốn trước, anh ta sẽ ở lại và đối phó với nó. Ông chủ sợ đến mức vội vàng trốn vào trong xe hơi đắt tiền của mình. Mãng xà tinh lập tức bỏ lên nóc xe và ngăn không để ông chủ trốn thoát. Lúc này Sang Bửu đang điều khiển máy xúc, anh ta chuẩn bị tiêu diệt mãng xà tinh bằng gấu múc máy xúc. Mãng xà tinh thấy vậy bò lên cần cầu chuẩn bị chiến đấu với máy xúc. Thấy vậy, Sang Bửu tiếp tục điều khiển máy xúc muốn vứt con rắn khổng lồ này xuống đất, nhưng nó không chịu thua kém, nó đang tìm kiếm cơ hội để ăn Sang Bửu. Mãng xà tinh mặc dù rất hung dữ nhưng dù sao nó cũng là động vật. Cuối cùng sau 3 tiếng, mãng xà tinh bị máy xúc ném xuống đất. Sang Bửu nhân cơ hội này dùng gấu múc chặt đứt nó thành 2 mảnh, nhưng anh không biết rằng một con rắn nhỏ đã ghi nhớ hình dạng của anh, một ngày nào đó nó sẽ trở lại để trả thù. Chớp mắt đã 10 năm trôi qua, Sang Bửu đã trở thành cánh tay phải ông chủ. Trong khách sạn, ông tỏ ra hống hách lớn tiếng mắng chửi, nhân viên chỉ có thể im lặng không dám lên tiếng. Đêm nay, Sang Bửu chuẩn bị vui vẻ cùng bạn gái, nhưng khi anh vừa bước vào phòng, một con rắn nhỏ đã đi theo. Và bây giờ tại sảnh của khách sạn, mọi người đang vui vẻ nhảy múa, bất ngờ một con rắn khổng lồ dài hơn 300 mét bò vào. Nó đi thang máy đến sảnh khách sạn, nó không giết người bừa bãi, nó đến chỉ để trả thù kẻ đã giết mẹ mình. 10 năm trước, Sang Bửu vì lợi ích của mình đã dã man giết chết mẹ của nó. 10 năm sau, con rắn nhỏ khi ấy cũng trở nên khổng lồ, nó như một quái thú cổ đại đầy hung tợn. Nhìn thấy một con rắn lớn như vậy, mọi người chạy tán loạn trong sợ hãi, nhưng con rắn khổng lồ không thèm nhìn những vị khách khác, nó chỉ nhìn chằm chằm vào tên đầu trọc. Sang Bửu nhận ra rằng nó đang nhắm vào anh ta, vì vậy ông ta muốn hòa vào đám đông và nhân cơ hội để lẻn ra ngoài. Sang Bửu trốn thoát được thì lập tức tìm đến ông chủ Trương kể chuyện đã xảy ra trong khách sạn, một con rắn khổng lồ xuất hiện. Ông Trương nghe vậy liền trở nên thích thú, ông bảo Sang Bửu hãy bắt sống con rắn khổng lồ đó, nếu có thể bắt nó nhốt vào lồng kính ở khách sạn, họ chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách hơn. Giữa sự sống và lợi ích, Sang Bửu không muốn làm việc này, nó rất nguy hiểm, anh vẫn còn yêu đời, muốn bắt sống nó ông phải trả thêm tiền cho tôi, Sang Bửu nói. 10 triệu ông chủ ra giá, 10 triệu bọn họ thỏa thuận với nhau, số tiền lớn như vậy làm sao anh ta có thể bỏ qua được. Anh liền bắt mấy đàn em của mình đi tìm con rắn khổng lồ đó, nhưng họ không biết rằng nó cũng đang tìm kiếm họ. Trong chớp mắt, người đàn ông đi sau cùng bị nó nuốt. Thấy vậy, nhiều người lập tức chạy trốn, con rắn đã nuốt được một người, trở nên điên cuồng hơn. Chẳng bao lâu sau, tên đàn em cuối cùng bị con rắn siết chặt, rồi nó nhào về phía Sang Bửu. Anh vội bóp cò súng, con rắn đã bị trúng đạn. Nhân cơ hội này anh ta cố chạy trốn ra khỏi nhà. Khi cả ba đến cửa nhà kho, ông Trương bất ngờ đánh gục bạn gái Sang Bửu. Để có thể bắt thành công con rắn khổng lồ, ông Trương muốn dùng bạn gái của Sang Bửu làm mồi nhử. Nhìn thấy con rắn, cô gái hét lớn, cứu tôi. Con rắn khổng lồ tiến về phía cô gái, cô lật đật đứng dậy chạy vào nhà kho. Con rắn cố đuổi theo cô ta, nhưng nó không biết rằng nó sắp rơi vào một cái bẫy. Một tấm lưới lớn được đặt trên mặt đất, miễn là nó bò vào, họ sẽ thắt dây bắt sống nó. Để có thể cứu được bạn gái của mình, Sang Bửu phải giật sợi dây để thắt tấm lưới lại, nhưng anh vẫn chần chừ. Ông Trương đột nhiên trở nên tức giận, đá vào người Sang Bửu. Khi tấm lưới khổng lồ được thắt chặt, con rắn vùng vẫy trong tuyệt vọng. Một lát sau, nó sắp xuyên thủng lưới. Sang Bửu giơ súng và định bắn, nhưng lại bị ông Trương ngăn cản. Cho đến bây giờ, anh ấy vẫn muốn sử dụng con rắn này để kiếm tiền, nhưng chiếc lưới này cũng chỉ làm từ một vài sợi dây kém bền, làm sao có thể bẫy được con thú hung dữ này. Sau khi bọn họ rời đi, con rắn nhanh chóng xé lưới và thoát ra ngoài. Lúc này, người phụ nữ bỗng thấy lạnh sống lưng. Sang Bửu cũng nhận ra có gì đó không ổn, quay đầu nhìn lại, họ gần như chết lặng tại chỗ. Hai người lập tức bỏ chạy. Ông Trương thấy bọn họ cố trốn chạy, ông đã không nhận ra điều đó cho đến khi ông quay lại phía sau. Cả ba bị đuổi đến tận cầu treo. Con rắn hất ông Trương xuống đất bằng một cú búng đuôi. Tình thế của ông lúc này tựa ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này một cây cột điện rơi xuống, ông đã được cứu. Con rắn bị ghim chặt không thể cử động. Thấy vậy, Sang Bửu lập tức phá lên cười. Anh ấy đang rất vui mừng, anh còn chạy đến moi ruột rắn. Con rắn ngay sau khi bị kích thích lập tức siết chặt lấy Sang Bửu. Cuối cùng nó cũng báo thù thành công. Sang Bửu chết ngay tại chỗ, và ông Trương tàn nhẫn cũng không thể thoát khỏi. Cuối cùng ông bị con rắn đẩy xuống hồ.